Đại dịch COVID trên thế giới khiến cho những người có IQ 1000 phát minh cách chống dịch trong tương lai. Thay vì chỉ tuyên truyền miệng về việc mang khẩu trang, chú robot này sẽ đảm nhiệm việc nhắc nhở. Ngay sau khi phát hiện ra có người không mang khẩu trang, chúng sẽ ngay lập tức hú còi để nhắc nhở. Nếu người dân không chấp hành, khuôn mặt sẽ được chụp lại vào máy và dĩ nhiên vài triệu đồng theo gió bay. Từng người trên đường phố đều sẽ được anh lính tuần tra này giám sát kỹ vàng và không bỏ sót một ai. Thân thiện tặng luôn những chiếc khẩu trang miễn phí cho những người quên không mang khẩu trang. Việc lấy mẫu xét nghiệm thường tốn rất nhiều công sức và nguy hiểm cho người đội ngũ y tế tiếp xúc. Nhờ có cô y tá robot đến từ tương lai này, từng nhà sẽ được gõ cửa để lấy mẫu xét nghiệm trong vòng 5 giây. Vừa an toàn lại vừa đảm bảo được dịch bệnh sẽ không lây lan từ người sang người. Mỗi con phố, mỗi ngóc ngách đều có những máy giám sát 24/24, nếu không mang khẩu trang thì đừng mong bước qua được. Ngay khi mang khẩu trang, những chú lính này lập tức thay đổi thái độ và vui vẻ trở lại. Để những người cách ly tại nhà không chuẩn được ra ngoài mua trà sữa hay gặp gỡ bạn bè, chiếc xe tăng tuần tra này sẽ đi liên tục. Chỉ cần phát hiện ra người đang cách ly ra đường là thôi rồi lượm ơi. Sử dụng những chú robot như thế này vừa an toàn, lại vừa đỡ đần được sự vất vả cho đội ngũ y tế và tình nguyện. Thay vì phải chạy liên tục ngoài đường để nhắc nhở và gặp những người nghi nhiễm, công việc của họ sẽ được giảm bớt. Những người giao hàng trở thành người thường xuyên ở ngoài trời và tiếp xúc với nhiều người nhất trong một ngày. Do đó phát minh những chú robot giao hàng tự động này cũng khiến mọi người an tâm hơn. Nếu gia đình bạn đang phải cách ly thì cũng đừng lo, máy bay giao hàng sẽ mang đầy đủ những món hàng mà bạn đặt đến nhà. Sau khi kiểm tra thông tin và nhận diện khuôn mặt, hàng sẽ được giao mà không phải giao tiếp với ai cả. Dịch bệnh vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt mặc dù đã hơn 2 năm kể từ khi chúng bắt đầu xuất hiện trên thế giới. Cũng chính vì thế mà những người có IQ 1000 đã nghĩ ra những phát minh táo bạo này để hỗ trợ chống dịch. Với mục đích là một người vì mọi người vì một người, các thiết bị này đã khiến cho mọi người vô cùng mong mỏi. Nếu thực sự có những thiết bị này thì tất cả người dân khi ra khỏi nhà đều phải tuân thủ mệnh lệnh. Nhờ đó mà sẽ ngăn chặn được sự lây nhiễm của dịch bệnh cũng như không lây lan trong cộng đồng. Ở thế giới tương lai, chỉ cần đang nóng sốt, hắt xì mà vẫn ra đường dạo phố thì đây là kết quả. Chạy thế nào cũng không khỏi nắng lên chỉ trong 3 phút sau, xe cách ly tập trung đã đáp xuống sẵn sàng bế bạn đi. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được chữ ngờ. Vài phút trước còn dạo phố mà giờ đã đến khu cách ly rồi. Nhằm tiết kiệm sức lực cho các y bác sĩ làm việc ngày đêm, thiết bị xe chở người trong khu cách ly này cũng được chào đón. Giá như bây giờ những phát minh như máy phát hiện virus và tiêu diệt tận gốc như thế này xuất hiện thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy ngay. Dưới ánh mắt tinh như mắt cú của chiếc máy giả bằng laser kia thì chẳng có con virus nào có thể lọt qua được. Ở các khu cách ly tập trung, mọi người không những được nơi như khách sạn sang trọng mà còn được chăm từ miếng ăn giấc ngủ. Chú robot phục vụ này sẽ thay mọi người mang đến cho bạn những phần thức ăn ngon và nóng hổi. Quan trọng nhất chính là luôn xác định được đúng vị trí căn phòng và những món ăn mọi người đã đặt đơn trước đó. Chỉ cần như thế này thôi thì đi cách ly cũng chẳng khác nào đến các khu nghỉ dưỡng. Chẳng biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội trải nghiệm máy móc 5.0 như thế này các bác nhỉ.